tiếng ve bắt đầu râm ran trên vòm lá, ấy là lúc Hạ đã chờ mình thức giấc. Hạ chẳng non tơ như những ngày mới vào xuân trong những vần thơ của thi sĩ Xuân Diệu, cũng chẳng vương chút lãng đãng của những chiều thu, mà Hạ là những mảng màu rực rỡ của muôn vàn hoa lá và của cả những ký ức dịu dàng mà thân thương đến lạ. Năm vẫy gọi mùa hè theo về trên những cành phượng thắm. Phượng mang một màu đỏ đặc trưng, nhưng có lẽ vì nó gắn liền với tuổi học trò, lứa tuổi của những ước mơ hồng ấp ủ, nên có ai đó đã gọi là phượng hồng. Phượng thường nở vào tháng 4 như một dấu hiệu của mùa thi và bắt đầu tàn khoảng tháng 6. Và chỉ tháng 5 khi phượng cháy rực bầu trời, thì những cô cậu học trò mắt lại rưng rưng để trang lưu bút nhòe trong kỷ niệm. Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đọng màu tím biếc. Tôi đi qua chợt bàng hoàng ngẩn tiếc, cái màu mực năm nào tím thẫm những ngón tay. Nắng gửi gì mà cứ mỗi độ hè về, khắp các tuyến phố dọc những con đường lại rộ màu tím biếc, cái màu gợi nhiều cảm xúc, vừa trầm mặc vừa sôi nổi. Hoa bằng lăng cũng như loài hoa giấy, không được ông trời ban cho hương thơm ngào ngạt quyến rũ, nhưng lại sở hữu bộ cánh bên ngoài rực rỡ sắc màu. Bằng lăng đẹp mơ màng trong nắng sớm, rạng rỡ trong giấc trưa và dịu dàng hơn khi ánh chiều vỡ loang trên tán lá. Có ai đó từng ví, tuổi học trò là tuổi bằng lăng, tuổi mực tím. Phải thế chăng mà mỗi lần nhìn thấy cây bằng lăng trổ bông, lòng học trò lại nôn nao, tiếc nuối. Phải chăng cũng bởi bằng lăng mang bao dấu ấn thanh xuân mà được ưu ái gọi là mùa của yêu thương, và sắc tím ấy đang cùng chung nhịp đập rộn rã với tuổi trẻ của những người lái đò trong chuyến hành trình ước mơ, niềm tin và hy vọng. Giản dị, tao nhã và thuần khiết, xem là món quà quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho hương đồng gió nổi. Dù Hạ đã trở mình nhuộm cả một khoảng trời tím sắc bằng lăng và đốt lửa phượng vĩ, thì chỉ một ấm trà sen, một đóa sen thắm trong buổi sớm tinh sương cũng đủ để khiến lòng người thư thái đến lạ. Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ, rồi một mai bừng sáng giữa khung trời, từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ, ngát hương sen nét đẹp chẳng phai phôi. Khi mùa hoa loa kèn kết thúc, bằng lăng bắt đầu nhạt màu, phượng thắm đã hao gầy, thì hoa sen lại bắt đầu bung nở rực rỡ. Những bông sen hồng tuy mộc mạc nhưng hương thơm lại tươi mát, thơm ngát và dịu dàng đến say đắm lòng người về giữa bộn bề hoài cảm, suy tư. Dù cuộc sống có hối hả, rộn ràng hay xô bồ tấp nập, thì những cánh sen hồng vẫn lặng thầm tỏa hương, khiến lòng người bất chợt thấy dịu dàng, thanh mát. Chu Đôn Di ngày xưa cho cúc là hoa ẩn dật, mẫu đơn là hoa phú quý, sen là hoa quân tử. Ông yêu nhất là hoa sen. Ông yêu sen ở chỗ mọc lên từ bùn nhơ mà chẳng nhiễm, vẻ đẹp thanh thoát chẳng lả lơi.
thân trong thông ngoài thẳng, không nhánh không cành, hương thơm thanh đạm. Như các bạn đã biết, nước Việt Nam của chúng ta bốn mùa hoa lá xanh tươi, rất nhiều loài hoa đẹp, và mình yêu thích nhất là hoa sen, bởi vì hoa sen là biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Hoa sen là hình ảnh của Bác Hồ kính yêu, và đã từ bao đời nay hoa sen đã đi vào trong thơ ca của người Việt Nam, thể hiện tâm hồn của người Việt Nam. Và chắc hẳn các bạn không ai quên được câu ca dao nói về hình ảnh bông sen: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần mùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Và nhìn đến hình ảnh bông sen thì chắc hẳn chúng ta không ai quên được những kỷ niệm tuổi thơ tuyệt đẹp của mình. Tháng năm đánh thức mùa sen nở, khắp các hồ đầm của các đồng chiêm Hà Nam, nơi nào có sen, nơi ấy bỗng trở thành góc nghệ thuật. Sen cánh hồng đậm hồn dân tộc, màu của đôi má ửng hồng trên khuôn mặt thiếu nữ thanh tân. Sen cánh trắng trinh nguyên, thuần khiết như màu áo lụa xanh xanh. Duyên dáng và uyển chuyển, sen lặng thầm nở trên đất bùn đẫm vị phù sa nhẹ nhàng, điểm tô lên bức tranh tháng năm nét đẹp của trắng trong, thơm thảo, vừa ý nhị lại vừa sâu sắc. Khi đứng trước sen, lòng người như lắng xuống, chỉ còn vị ngọt của bình yên, của những giấc thiền thư thái. Và bất giác trong những phút bình yên ấy, bỗng bừng thức dậy trong mỗi người bao hoài niệm. Từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ, cứ vào những cái mùa sen như thế này thì chúng tôi không thể ngừng được những cái cảm xúc của mình. Ngoài những cái nét đẹp của những cái bông hoa sen nó ngào ngạt rồi, thì từ nhỏ chúng tôi cũng đã từng được ông nội và đến thế hệ bố tôi cũng ngày ngày bơi thuyền ra bỏ trà vào bông hoa, và vào buổi tối, buổi sáng các cụ lại mang cái bông hoa đó về và dùng cái nước mưa tinh khiết ở trên trời để pha trà để uống. Thế cho nên là đến bây giờ, nhìn vào những mùa sen và nhìn những cái cánh đồng sen bát ngát đẹp như thế này, chúng tôi vẫn nhớ rằng là Hà Nam ngoài những bông hoa sen, những đầm sen bát ngát mênh mông đẹp đến dịu kỳ như thế, nhưng Hà Nam vẫn còn những cái ẩm thực mà nổi tiếng nhất Hà Nam, đó là trà sen. Những gánh hàng hoa từ các nẻo đường quê được trở về phố thị nhẹ nhàng, bình dị mà thanh tao, dễ gần đến lạ. Và cứ đến hẹn lại lên mùa hoa sen nở, các bạn trẻ lại kéo nhau ra đầm sen chụp ảnh kỷ niệm. Những thiếu nữ với những tà áo dài, áo yếm, áo bà ba tạo dáng cùng hoa sen. Những cháu bé thiếu nhi vùng thị thành nhân màu sen rộ cũng được mẹ cha đưa đi trải nghiệm chút hương đồng gió nổi, càng khiến cho không gian ở những đầm sen càng trở nên rực rỡ. Xuống cái đầm sen như thế này thì cái tư tưởng của mình, cái tâm hồn của mình lúc nào cũng được trải nghiệm rất là nhẹ nhàng, dịu nhẹ, và cảm thấy là mình lúc nào cũng thoải mái, không bớt đi cả những cái ồn ào ở phố thị. Em cho các cháu đến trải nghiệm chụp ảnh ở dưới đầm sen, ngoài cái việc mà để chọn những tấm hình đẹp, thì em luôn có một cái ý nghĩa là để cho các bạn ấy trải nghiệm về cái cuộc sống của làng quê. Tại vì nhiều bạn sống ở trên thành phố thì chưa biết thế nào là cây lúa, chưa biết thế nào là con trâu hay con bò, và cũng chưa biết được cái ý nghĩa của loài hoa sen. Và chính vì như thế thì hôm nay em muốn tạo một cái sân chơi cho các con xuống đây để trải nghiệm về cái cuộc sống ở làng quê là thứ nhất. Thứ hai là để các bạn ấy hòa mình vào thiên nhiên của làng quê để biết rõ hơn về cái loài hoa sen, cái loài quốc hoa của Việt Nam. Ở đây phong cảnh rất là hữu tình. Bên trên nó là núi, còn dưới là đầm sen rộng bát ngát, là tạo ra mình cảm giác là kiểu phong cảnh nó quá là tuyệt vời và rất là thơ mộng. Nên là mình luôn là cảm giác mình đi chụp ảnh ở đây ấy, là lúc nào nó quên đi mệt mỏi, bởi vì mình sáng tác ra được những cái bức ảnh mà nó rất là hợp, rất là đúng với tâm ý nguyện của mình. Không biết từ khi nào,
hương sen tao nhã mà thanh khiết ấy đã gắn bó với cuộc sống và tâm hồn người Việt. 9 tháng ủ bùn, chỉ để 3 tháng tỏa hương. Ông cha ta cũng vì lưu luyến hương sen mà quyết níu giữ sen ở lại với đời, với người cho trọn năm vẹn tháng. Từ hương quê đồng nội, sen đi vào thi ca, nhạc họa. Sen đượm vào những ấm trà đậm đà tình người, tình đất. Với những người từng xa quê, qua đầm sen chỉ cần thoáng lặng một hơi thật sâu là đã thấy quê hương mình đâu đó thật gần. Thế mới biết, sen thân thương, mộc mạc, sen của ruộng đồng, của những người nông dân chân chất nhưng lại có sức hút thật lạ kỳ. Dòng sen thì thực ra mà nói là cái khu này là nó là cái chân trũng thì chỉ nghĩ là thay thế cái lúa. Thế nhưng mà thực ra dòng lên thì lại đúng là khung cảnh quá đẹp. Cho nên là cũng rất là nhiều du khách đến đây thì chụp hình. Tôi cũng cảm nhận thấy là rất là nhẹ nhàng, hương sen, thế rồi là thơm mát, thế rồi con người ta nó cũng trẻ ra. Những mùa hoa của ký ức sẽ mãi theo chúng ta trên hành trình của cuộc đời. Tuổi thanh xuân luôn rực rỡ như bông phượng, nhưng cũng đến nhanh và tàn nhanh, rồi lại để bao nuối tiếc tựa như đóa bằng lăng tím biếc. Đâu đây, tiếng ve vẫn râm ran gọi hè, gọi những ngày kỷ niệm. Và mỗi mùa nhớ đi qua, chúng ta thêm trưởng thành, những xúc cảm về không gian và thời gian dường như chín hơn, lắng đọng hơn. Nhưng những chùm hoa mùa hạ vẫn thắm sắc, màu nắng vẫn rưng rưng rót mật, màu sen vẫn êm đềm tinh khôi, thanh khiết như trở nặng hồn quê đất Việt.